Vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 13 tháng 5 năm 2024, xe container kéo theo rơ móc 60R05894 lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Bình Dương đến ngã ba thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thì bất ngờ va chạm với xe tải 61C55407 và xe ô tô 5 chỗ 64A01677 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe container mất lái, tông thẳng vào giải phân cách, tông gãy trụ đèn đường giữa đường và bốc cháy. Sau đó xe tải 61C55407 tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện, va chạm trực diện với xe khách dừng nằm 51B40178 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước đã điều động 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Vụ tai nạn khiến hơn 10 người bị thương, trong đó có 2 người trên xe tải, tài xế xe khách và một số người trên xe khách bị thương nặng. Đầu container bị thiêu rụi hoàn toàn, xe ô tô 5 chỗ bị hư hỏng, xe tải và xe khách bị biến dạng phần đầu. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.